Tại trang trại này, quy trình cấp đông sầu riêng được hoạt động khép kín từ khâu thu hoạch cho đến khi sản phẩm đưa ra thị trường. Những trái sầu riêng sau khi thu hoạch sẽ được đưa vào hệ thống rửa tại xưởng để vệ sinh bên ngoài. Toàn bộ được rửa bằng áp lực từ vô số các vòi nước trong hệ thống tự động. Sau đó, những quả sầu riêng này sẽ được phân loại và đưa vào những lồng sắt để cho chín tự nhiên. Những trái sầu riêng đạt chuẩn được đưa đến phòng bóc tách, lấy múi rồi sơ chế. Những múi nào dập nát, không đạt về kích cỡ, xưởng sẽ bỏ vào máy xay nhuyễn, cấp đông, làm nguyên liệu bán cho các cơ sở làm bánh và sản xuất kem. Theo chia sẻ của chủ trang trại này, cứ khoảng 4kg sầu riêng quả mới chế biến được 1kg muối thành phẩm. Sầu riêng sau khi tách vỏ lấy muối sẽ được đưa vào kho lạnh cấp đông để làm cứng phần thịt trên muối. Và cuối cùng sẽ đưa ra đóng gói vào những bao bì với trọng lượng khác nhau, rồi chuyển lại vào kho đông lạnh ở nhiệt độ âm 20 độ C chờ đưa ra thị trường.